Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một vài món để chuẩn bị đi về Quảng Ninh để làm việc với cây na, một vài cây na. Cái này là cái gói humic này, nhưng có thể là kết hợp cùng với phân để rác gốc cho cái cây na, để cho nó giúp kích thích ra rễ, cải tạo đất và giúp cho cây phát đọt, kích rễ. Và đây là cái gói thuốc để trị nấm bệnh, phòng trị nấm bệnh cho na nhé. Đốm lá hay là nó bị thán thư khô lá trên cây na đấy. Còn đây là thuốc trị sâu lá. Sâu lá trên cây na, ròi đục lá, sâu cắn lá. Một gói một bình. Có thể kết hợp cùng với cái thuốc nấm này này, một gói một bình. Một gói này một bình này. Và đây là gói Kinbun này, trong này nó có mancozeb nhé. Gói 100g, pha được khoảng tầm 32 lít nước. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm vào cái nút đăng ký màu đỏ ở bên dưới video này này. Và bật luôn cái nút chuông thông báo lên, để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Hoặc cũng có thể là bấm vào cái nút theo dõi ở góc bên dưới của video này. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.